toàn bộ cái công trình nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh của một quả đồi. Cái người hiện tại có làm một cái điều gì đó để cho những cái vong linh đó siêu thoát hay không? Mọi thứ nó đầy âm khí, nó u ám. Hiện nay người ta bắt đầu làm những cái tâm linh để trấn yểm cho cái vùng đất này có thể yên ổn. À, tôi bắt đầu nhìn thấy một nơi thờ cúng. Một ai đấy muốn tôi vào trong này. Các bạn thân mến, khi mà tôi tới Sơn La thì rất nhiều người dân ở xung quanh đây nói với tôi rằng một trong những địa điểm không thể bỏ qua đó chính là nhà tù Sơn La. Bởi vì đây là một ngôi nhà tù, một cái công trình kiến trúc kiên cố từ thời Pháp và trải qua một thời gian có lẽ là cho tới bây giờ là gần 100 năm rồi, thì không biết bao nhiêu người đã bị giam cầm ở đây đủ các loại thành phần. Liệu rằng thời gian trôi qua như vậy, những cái lớp người đã từng chết ở đây, bị tra tấn ở đây, thì những cái người hiện tại có làm một cái điều gì đó để cho những cái vong linh đó siêu thoát hay không, để cho cái vùng đất này có thể yên ổn, phát triển và thịnh vượng hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng để tìm hiểu nhé. Và hiện nay thì tôi đang ở một cái cổng, thì cái cổng này cũng rất là đẹp và kiên cố. Rất đáng tiếc là chỗ này đã bị khóa rồi. Một cái khóa xích đã móc ở đây. Và từ đây tôi nhìn vào trong thì thấy có những cái công trình đổ nát nhưng mà khá là đẹp. Kiến trúc của Pháp mà không chê vào đâu được, kể cả nó làm vì mục đích gì đi chăng nữa. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm một cái cổng để chúng ta có thể vào được, xem là ở trong hiện trạng thì cái khu nhà tù này còn những cái gì, có cái điều gì bí ẩn tâm linh, và có những cái điều gì mà con người hiện đại hiện nay người ta bắt đầu làm những cái tâm linh để trấn yểm hay không. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu. Phía bên trái tôi thì đang là một cái bức tường, nó phải cao phải 2 mét, làm bằng đá. Và phía trên đó là hàng rào thép gai cũng như là mảnh sành, những cái thứ mà nó khiến cho những người mà muốn trốn khỏi cái khu nhà tù này, nếu mà tù nhân ấy, thì phải chùn bước. Và đặc biệt là những cái chòi canh, những cái chòi gác ở ngay những cái góc tường như này, là để cho lính có thể là quan sát, và nếu mà thấy cái sự muốn trốn chạy thì có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Cái công trình chòi canh này cũng khá là đẹp nhá, tôi thấy là hài hòa. Ồ, ở đây thì tôi nhìn thấy có một cái, không hiểu là ngày xưa cái khu vực ở bên tay phải là cái gì, nhưng mà hiện nay chỉ còn lại là những cái, có thể là người ta phục dựng lại đấy, là những cái bờ tường sàn dưới đất đấy thôi. Bây giờ mình sẽ đi xuống tìm hiểu. Sở dĩ là phải đi xuống như này là bởi vì toàn bộ cái công trình nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh của một quả đồi. Nó là một cái nơi cao, tôi nghĩ rằng là nó sẽ đa mục đích, không chỉ giam giữ nữa mà có thể là giúp cho quân đội Pháp có thể đóng quân, và từ vị trí này họ có thể nhìn, có một cái tầm quan sát. Ở đây là khu vực nhà giám ngục. Nhà giám ngục tức là những cái người mà cai quản khu này họ sinh sống ở đây. Khu vực nhà giám ngục, tôi không nghĩ là nó nhỏ nhỏ như này đâu. Cái này là chắc chắn là có thể là về sau người ta xây lại để cho thế hệ sau biết được ấy. Ồ, đây có con sâu gióm khiếp chưa này. Ôi, phía dưới này không biết là cái gì ấy nhở, nó hình bán nguyệt. Đây cũng có thể là một cái lô cốt ngày xưa để nhắm, để theo dõi những cái động thái ở phía dưới, và có thể là có những cái lỗ châu mai kìa, tôi đoán là như vậy. Thời gian thì đã qua đi rất là nhiều rồi, và những cái gì còn sót lại của lịch sử, của quá khứ thì người ta cố gắng để
trùng tu lại, bảo tồn. Khi mà mọi thứ qua đi thì những cái điều mà còn sót lại, ví dụ như cái công trình này, mới là những cái giá trị. Bởi vì khi mà đến Sơn La bây giờ, thực sự với các bạn là ngoài nhà tù Sơn La thì chúng ta khó có mà có thể tìm thấy được một cái nơi nào đấy để tham quan. Những cái công trình này sẽ nói lên cái lịch sử của vùng đất này. Lịch sử ở đây đó là cái tầm quan trọng của nó trong một cái bản đồ địa chính trị của quốc gia, của Việt Nam. Thì Sơn La sẽ nằm ở đâu thì nó thể hiện ở những cái công trình lịch sử như thế này. Khu này là một cái bờ tường đá trông có vẻ như là nó đẹp hơn, nó dễ thở hơn so với cái bức tường vừa rồi. Tôi đi một vòng rồi mà vẫn chưa thấy có một cái cánh cửa nào mở ra để cho mình có thể tiếp cận. Hình như tới đây là hết đường rồi. Ở đây thì cũng có một cái cổng phụ này, nhưng mà cũng bị khóa rồi. Nếu mà vừa rồi đi sơ bộ qua thì tôi thấy là mọi thứ gần như là chả còn cái gì, chỉ còn những cái mấu tường, những cái nền móng này thôi là chủ yếu. Hình như cái khu này là vẫn còn này, nhưng mà nó còn không còn nguyên trạng 100% nữa rồi, mà nó chỉ còn khoảng 80% nữa thôi. Như thế là may mắn rồi, còn hơn là những cái nền móng là gần như chỉ còn 5-10% thôi. Ở cái thời đại ngày nay tôi nghĩ để đột kích vào trong này thì cũng dễ thôi. Đúng cái hiện nay này, bởi vì là không có lính canh rồi, nó đã trở thành một cái địa điểm để du lịch rồi ấy. Mình hoàn toàn có thể trèo vào trong. Nhưng mà như thế thì không hay một chút nào. Tôi nghĩ là mình vẫn phải tìm một cách lịch sự nhất để đi vào. Thậm chí là cái cây này nó mọc ở đây, mình có thể đi theo cái cành cây để đi vào. Mà cái cây này chắc chắn là về sau khi mà hòa bình vào thì nó mới mọc ở đây, chứ ngày xưa mà một cái cây mà mọc ở vị trí này thì quá là khiến cho những cái tù nhân họ có thể tẩu thoát qua cái đường này. Ôi, những cái cây xoài phía ngoài này phải nói là xoài cổ thụ này. Nó rất là to và những cái tán của nó tủa ra trông khiếp đấy. Ôi, tôi thấy cái khóa nó ấy ra này. Không hiểu là có người nào đấy mở cho tôi hay là một ai đấy muốn tôi vào trong này. Bây giờ mình sẽ vào đi. Ui, cái cửa này bằng sắt rất là to và qua thời gian thì chắc là ít tra dầu mỡ ấy, nên nó hơi bị cứng. Đi vào. Nơi bêu đầu đồng chí Đàn Văn Lý năm 1941. Nơi bêu đầu thì chứng tỏ rằng là đã bị chặt đầu rồi và để cái đầu ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái phù điêu đúng như thế. Là ở đây có những người lính khác này, họ đi. Và đây là một tên cai ngục Pháp, họ đứng đây và bêu cái đầu của đồng chí Đàm Văn Lý ở đây. Và để trong mọi người cảm thấy khiếp sợ và dập tắt được cái ý chí cách mạng của những cái người lính khác ở vị trí này luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử vào trong này xem ở đây còn cái gì không. Ngày xưa cái cửa tù nó rất là thấp này. Tôi cũng không hiểu là trong này là thiết kế của nó kiểu gì mà hiện nay các bạn thấy là nó lại vào trong này lại mở ra những cái con đường khác. Hầu hết những cái bảng chỉ dẫn nói rằng là nơi này đã từng giam cái đồng chí cách mạng nào đấy, chứ cũng không nói nhiều về
về cái nhà tù này. Đây có một cái cổng cửa còn sót lại đúng từ thời xưa này. Cực kỳ kiên cố nhá. Hàng trăm năm rồi mình nhìn bây giờ mình còn thấy khiếp. Bởi vì tất cả chúng ta khi sinh ra thì đất nước Việt Nam đã nghèo rồi, thế hệ chúng tôi ấy, thì những cái đồ kiên cố này thì nó chỉ có trong phim ảnh thôi. Chứ ngày xưa cái cửa chỉ cửa gỗ đơn thuần rồi nó rất là mọi thứ rất là đơn sơ. Ôi, cái khu vực này mở ra quả thực là một cái cảnh tượng gì đấy. Nó như kiểu là đã trải qua một cuộc đánh bom rất là tàn khốc ở đây. Các bạn có thể nhìn xem những cái chân tường nó hiện ra. Thú thực với các bạn nhé, là tôi nhìn cảnh này tôi đang gai hết người. Thứ là do mình nhìn thế này, thứ hai là bây giờ là cái tầm mà giữa trưa ấy, cái giờ chính ngọ. Thứ ba nữa là nó ở trên một cái ngọn đồi, một cái không gian rất là yên tĩnh. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay chỉ có tiếng con côn trùng nó kêu, nó cứ rít, thỉnh thoảng có tiếng chim. Và nhìn cái khung cảnh này thực sự là tôi gai người luôn ấy. Là những cái mố cửa này trông như là những cái thánh giá nó hiện lên ở đây. À, tôi bắt đầu nhìn thấy một nơi thờ cúng. Bây giờ chúng ta sẽ len lỏi qua những cái nhà giam này, những cái trại giam ngày xưa. Bởi vì sao mà tôi nói rằng là cũng không còn nhiều những cái dư âm của thời Pháp ở đây, là bởi vì năm 1954 sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ thì chúng ta quản lý hoàn toàn miền Bắc. Chứ còn cái miền núi phía Bắc thì chúng ta đã tiếp quản từ trước đó rồi. Thì những cái gì mà liên quan tới Pháp thì là gần như là người Việt Nam của chúng ta đã tiếp quản và đã thay đổi hết những cái tính năng, hay là những cái đặc biệt là những cái dòng chữ Pháp ấy, là để, tức là cái thời đó, cái thời kỳ bài ngoại nó cực kỳ là lớn. Thì tôi nghĩ không còn nhiều những cái linh tinh thần Pháp ở đây. Tất cả chỉ còn sót lại chỉ là những cái công trình may mắn, cái khu nào mà còn trường tồn lại thì nó còn thôi. Nhưng mà đó chỉ là những cái mà chúng ta nhìn thấy, còn những cái điều mà về tâm linh chúng ta không nhìn thấy. Thì ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu. Bây giờ là tôi đã nhìn thấy một cái ban thờ nho nhỏ đầu tiên rồi. Mặc dù chúng ta nói rằng là không mê tín, không dị đoan, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng cái phần tâm linh là một cái phần không thể thiếu đối với người Việt Nam của chúng ta. Chứ chưa kể nói là đối với tất cả những công dân trên toàn thế giới của chúng ta, không bất kể ở một quốc gia nào, kể cả văn minh như Mỹ, thì cái vấn đề về tinh thần họ vẫn luôn gìn giữ và nó vẫn có một cái vai trò rất lớn trong cái thời đại hiện nay. Đấy không phải là mê tín, đấy là một cái đời sống về tinh thần mà khiến cho con người mới có thể cảm thấy rằng mình vui vẻ sống, mình có thể mạnh mẽ để mà sống được. Đây, tôi đã nhìn thấy một cái nơi thờ cúng đầu tiên. Ở đây thì ghi là nơi đồng chí Tô Hiệu hy sinh. Đồng chí Tô Hiệu là một trong những nhà cách mạng có thể nói rằng là nổi tiếng của Việt Nam. Và chắc hẳn các bạn cũng có thể biết rằng là rất nhiều con đường ở nhiều tỉnh thành đều mang tên là đường Tô Hiệu. Thì là đồng chí Tô Hiệu đã hy sinh ở đây, đã ở nơi này. Có lẽ mình sẽ xin phép được thắp nhang ở vị trí này. Thì các bạn có thể thấy rằng có một cái đèn dầu luôn luôn đỏ lửa. Và nơi đây thì không hiểu sao nó gần như là lộ thiên ở ngoài trời như này. Chỉ có một cái mái hiên nho nhỏ thôi. Nhưng mà mưa gió, mình cảm giác nếu mà mưa gió vào thì những cái chân hương này, những cái tàn hương này nó phải bay đi theo gió cơ. Nhưng mà hiện nay nó vẫn còn ở đây rất là nhiều luôn. Thậm chí là người nọ người kia thắp hương nhiều quá, nó đã cao lên phải gấp mấy lần so với bình thường như này.
giờ thì chúng ta sẽ xem nhanh một cái trại ba gian. À, đây là một cái buồng giam tập thể các bạn ạ. Được xây dựng vào năm 1930 để giam tù nhân chính trị. Các đồng chí như là Xuân Thủy, Văn Tân, Trần Huy Liệu, Ngô Gia Khảm đã trở thành những hạt nhân trong việc thực hiện chủ trương của chi bộ nhà tù Sơn La, biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng. Sau một thời gian ngắn, nhiều tù nhân nói được tiếng dân tộc Thái, sử dụng được tiếng Trung, tiếng Pháp và giác ngộ cách mạng, nhận thức chính trị được nâng cao. Ui, ở đây họ đã dựng những cái mô hình giống những cái người tù, những cái người đã bị giam ở đây năm xưa. Và nếu mà có những cái đồng chí hoạt động cách mạng ở đây thì họ đã biến cái nơi mà trại giam tập trung này, tức là các bạn có thể thấy nhá, nếu mà dựa vào đây nhá, ở đây là có rất nhiều những cái gọi là cái khóa chân, cái cùm chân này này, mỗi một cái lỗ này là một chân người, thì chúng ta thấy là hai cái này thì là một người. Thì là như vậy, ở đây mỗi một cái giường, cái phản này thì là có phải hàng chục người. Như vậy mà trong cái thời kỳ mà cao điểm ở đây thì phải có hàng chục người ở trong cái này, thì một chiến sĩ cách mạng có thể nói, người ta không làm được gì thì người ta có thể nói để truyền bá những cái tư tưởng, học tập những cái chính trị ở trong tù. Và những cái cảnh tượng này là như các bạn thấy, là người ta có thể đưa những cái tư tưởng về cộng sản đến cho những cái tù nhân khác. Có thể những cái tù nhân khác không phải hoạt động chính trị, nhưng mà sau khi đã thấm nhuần cái tư tưởng về Marx Lenin thì họ đã đi theo cách mạng. Đây là một cái, tôi nghĩ một cái bước đi không biết rằng là thất bại của người Pháp, đó là không những không dập tắt được tinh thần cách mạng mà lại còn giúp cho nó phổ biến hơn. Bởi vì dù sao những cái người mà đã vào tù rồi thì họ là những người rất là ghê gớm rồi. Họ không còn gì để mà sợ sệt gì bên ngoài nữa. Nếu mà khi mà họ đã được tự do thì họ là những con hổ, con hùm, con báo luôn. Thì bây giờ thì đây là cái khu vệ sinh của riêng cái nhà tù này thôi. Như vậy là về cơ bản thì những cái nhà tù Sơn La này cũng rất giống với những cái nhà tù khác của người Pháp xây dựng ở khắp Việt Nam, như là nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc, rồi Hỏa Lò. Thì người Pháp họ cũng xây dựng rất là đầy đủ cho tù nhân, cũng mình thấy là cũng những cái nhu cầu cơ bản thì cũng đều được đáp ứng cả. Xà lim ngầm, tôi thấy có một cái tầng hầm ở dưới này. Vậy là ngoài những cái giam giữ người trên mặt đất thì có những người dưới hầm nữa, thì không hiểu là đối tượng nào sẽ bị giam ở dưới hầm. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống xem. Ui, trong này thì mình mới thấy thực sự là một cái điều gì đó nó là giam giữ. Cái này thì cũng ghi là vào ngày 13 tháng 5 năm 1941, 156 tù nhân đã bị phạt giam khi đấu tranh tuyệt thực, phản đối chính sách khủng bố và chế độ tù đầy hà khắc. Tức là nếu mà ai đã bị xuống đây thì tuyệt đối không để lọt một hạt cơm, một giọt nước xuống xà lim ngầm. Nếu ai trái lệnh sẽ bị bắn ngay. Vậy là đã rõ, tức là khi mà đã giam giữ ở trên mà vẫn không có thể thay đổi được cái tình hình, mà thậm chí là một số tù nhân ấy còn biểu tình hay là tuyệt thực phản đối, thì họ sẽ đưa xuống đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem một cái phòng giam ở đây này. Đây là hệ thống cửa này, đúng như trong các bộ phim luôn. Đây nhá, đây là có những cái mà là cái này là gần như là khóa chết rồi này. Chỉ trong một cái tình huống nào đấy rất là quan trọng thì mới, tức là
thả ra như nào đấy, vài ngày thì người ta mới mở này. Thì cái chỗ để mà giao tiếp chính là cái cửa này, rất giống trong các bộ phim luôn. Mở ra nhá thì có thể nói ở đây, nói chuyện và đưa cơm hay là đưa cái gì đấy thì sẽ qua cái khay này. À, ui trong này tôi thấy nó rất là hẹp luôn, gần như là chỉ đứng nằm thì sẽ rất là khó khăn. Còn ở đây thì có mà nếu mà đi vệ sinh thì chắc là tại chỗ à. Không biết giờ có mở được ra không nhỉ? Yeah. Tôi thử mở. Không mở được. Rất khó mở. Rồi. Bên mình sẽ đi ra phía bên này. Xem bên này có dễ mở hơn không. À đây, được. Úi dồi ôi. Đây, hóa ra kết cấu của một cái nhà tù này như này này các bạn này. Đây này. Nó hoàn toàn bằng được xây bằng bê tông ấy. Được xây dựng hết. Và giường cũng thế. Tức là tất cả chỉ đủ, tức là cái tầm hoạt động của một con người rất là ít. Ví dụ như này nhá. À, ở đây còn có một cái cùm nữa này các bạn này. Đây này. Cái này không biết là chắc là xích à? Xích tay hay chân vào đây. Cũng rất là khó hiểu nhá, hay là một cái thiết bị gì đấy, bởi đây có cái lỗ. Thì tôi đoán rằng có thể là đây là một cái để vệ sinh này. Vệ sinh nó thoát ra đây. Đoán thế. Còn ở đây thì người ta chỉ ngồi như này thôi, ngồi như là tôi này này. Ngồi trong này mình mới cảm giác được ngày xưa ta bị giam giữ như nào. Thế giới nó chỉ bó hẹp ở trong cái khoảng không gian nhỏ bé này thôi. Còn cái hốc này không hiểu để làm gì. Không hiểu luôn. Nằm thì cũng nằm trên này. Đúng là dưới hầm các vào lạnh hết cả người. Gần 100 năm trôi qua, không biết là đã bao nhiêu người, đặc biệt cái thời kỳ thực dân Pháp ấy. Cái thời kỳ đấy là đất nước khi mà đã chiến tranh khởi nghĩa, các cuộc khởi nghĩa diễn ra thì là đất nước gần như là khá là hỗn loạn. Thì những cái chết nó, các bạn biết là cái mạng sống con người nó không còn quá quan trọng nữa. Đây là cái nơi mà giam giữ tập thể 1, 2, 3, 4 người có thể là bị giam ở dưới này. Có thể ở dưới này nó lạnh ấy, là mình cũng cảm thấy nặng hết cả hai vai. Rồi, tôi nghĩ là đi lên để xem là còn những cái điều gì mà con người hiện đại, con người hiện nay họ làm để cho cái tâm linh ở cái khu vực này nó được có một cái không khí nó ấm áp. Đây là trại Hai Gian. À, ở đây thì có những cái thành phần như là Nguyễn Lương Bằng, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu. Tức là cách ly những cái người mà đặc biệt nguy hiểm. Thì những cái người đặc biệt nguy hiểm đó thì bây giờ đã trở thành những tên đường, tên phố ở các cái thành phố lớn rồi. Trại giam lớn thì bây giờ đã biến thành một cái bảo tàng. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy toàn cảnh của cái
khu nhà tù này ngày xưa, trong những cái sa bàn. À đây này, nếu mà hình dáng như ngày xưa thì nó sẽ như thế này. Dù sao thì trông cũng khá là đẹp. Nói gì thì nói, người Pháp làm rất là đẹp. Và những cái công năng để mà giam giữ thì nó cũng được sử dụng đúng với cái, tức là họ cũng tính toán làm sao để khó mà có thể ai thoát ra được, và giúp cho kìm hãm cái tinh thần của con người một cách kinh khủng nhất. Như vậy là đã rõ nhà tù Sơn La đúng là một cái nơi mà đã có rất nhiều những cái chiến sĩ cách mạng, và về sau họ đã trở thành những cái người mà có thể nói rằng là hoạt động cách mạng mạnh mẽ nhất. Mà hiện nay thì cái đóng góp của họ, những cái công sức của họ đã được đền đáp bằng chính những cái xã hội Việt Nam của chúng ta hiện nay. Và tên của họ đã trở thành tên đường, tên phố rồi. Bây giờ thì chúng ta đi ra ngoài thôi. Trại giam được mở rộng à? À, cái này năm, tức là năm 1907 thì người ta xây cái khu này. Còn năm 1940, khi mà chính vào là lúc mà cái công cuộc mà đấu tranh của phe Cộng sản và với thực dân Pháp nó rất là mạnh mẽ, khi mà đã lập được những cái chiến khu rồi ấy, thì là thực dân Pháp đã mở rộng ra để giam giữ nhiều tù binh hơn. Thì bây giờ chúng ta vào đây xem nào. Ui, đây là cái nhà vệ sinh này, hay là cũng là giam một người ở đây. Vào trong này mình thấy nặng nề thật đấy. Mọi thứ nó đầy âm khí, u ám. Rất nhiều những cái sự tò mò mà muốn khám phá của tôi nó cứ dẫn dắt tôi. Nhiều lúc là mình muốn ra khỏi đây rồi nhưng mà vẫn bị những cái cánh cửa, những cái gian phòng khác nó như kiểu là nó mời gọi mình vào, nó kích thích cái trí tò mò của mình để vào đây. Ở đây có một cái cầu thang này. Cuộc vượt ngục năm 1943. Vượt ngục năm 43 là một câu chuyện cuộc vượt ngục ở Sơn La của những chiến sĩ cộng sản dũng cảm, với người dẫn đường gan dạ đó là chiến sĩ Lò Văn Giá. Từ đó bốn tù nhân chính trị đã vượt ngục là Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu tiếp tục cống hiến cho cách mạng Việt Nam, để lại những dấu son trong lịch sử dân tộc. Nhà tù Sơn La thì được xây dựng từ năm 1907, thì tức là đến bây giờ là đúng là 95 năm rồi, là đúng là gần 100 năm luôn. Chòi canh, bây giờ chúng ta thử lên chòi canh em. Đây là một cái cầu thang mà nó cũng khá là kiểu trông tranh. Cái chòi canh này thì cái nhiệm vụ của nó tôi nghĩ rằng là không phải là để theo dõi cái sự vượt ngục nữa, mà để theo dõi những cái hoạt động ở chính trong những cái khu giam giữ này. Ở đây có thể nhìn thấy bao quát hết được tất cả những cái gian phòng giam. Ví dụ như trong một ngày những cái tù nhân được thả ra để làm cái công việc gì đó riêng thì họ cũng sẽ bị theo dõi ở trên này. Nói chung là hiện nay tôi cảm thấy rất là ngột ngạt. Tôi nghĩ rằng là mình vẫn phải đi tìm hiểu thêm. Bởi vì khi mà vào đây thì tôi nhìn thấy có một cái ngôi chùa rất là lớn người ta dựng ra, có thể là để giúp cho cái nơi này, hoặc là cho những ai mà cảm thấy vào đây mà cảm thấy bí bách giống như là tôi ấy, thì có thể ra đó để mình cho cái phần tinh thần của mình nó được thoải mái, nó được trở về cái trạng thái ban đầu. Bây giờ chúng ta đi ra đấy đi.
Cũng may là cánh cửa kia vẫn còn mở kìa. Chứ bây giờ mình mà ra mà cánh cửa nó mà đóng nữa thì không biết là khóc như thế nào luôn. Tôi đang đi qua một cái bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt dành cho nhà tù Sơn La. Cái điều đó cũng đúng thôi, bởi vì nơi đây đã giam giữ rất nhiều những cái chiến sĩ nòng cốt của cách mạng Việt Nam. Đây là ngày xưa là cái nhà tưởng niệm của anh hùng liệt sĩ hy sinh tại nhà tù Sơn La. Đấy. Ở đây thì đối lập hẳn với cái không khí u ám ở bên kia, lạnh lẽo bên kia. Đây mình thờ Bác Hồ. Đây là cả hai ở giữa là thờ Bác, còn hai bên là hai bài vị của anh hùng liệt sĩ. Vâng. We'll be right back.